Thưa quý vị, liên quan đến đề nghị khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của luật quản lý thuế về các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thì đây không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ và không tính tiền chậm nộp. Do vậy, Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế không có căn cứ để thực hiện việc khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp đối với các khoản tiền thuế đất còn nợ của khu liên hợp theo kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng số tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đến hết tháng 11 năm ngoái là 941,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là 475,2 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,2 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 458,2 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính là 974 triệu đồng. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang trong thời gian bị Cục Thuế thành phố Hà Nội cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và ngừng sử dụng hóa đơn. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thể thao. Thời gian qua, đơn vị này cho thuê đất và dịch vụ tại đây để có tiền trả lương cho cán bộ nhân viên và duy tu bảo dưỡng công trình, nhưng trong quá trình tự chủ tài chính đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Những năm vừa qua, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản của khu liên hợp vì số tiền nợ khổng lồ này. Do không có khả năng trả nợ, số nợ của khu liên hợp ngày càng tăng lên do chậm nộp. Về vụ nợ thẻ 8,8 tỷ đồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Eximbank cho biết, ngân hàng sẽ thống nhất một số lãi nhất định với khách hàng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên. Dứt khoát không có chuyện ngân hàng thông báo nợ 8,8 tỷ đồng là sẽ thu đủ 8,8 tỷ đồng. Do khách hàng nợ thẻ quá hạn 11 năm, về quy trình xử lý nợ thông thường, cán bộ xử lý nợ sẽ phải căn cứ vào tình hình để đề xuất cấp lãnh đạo mức thu phí và lãi trước khi làm việc với khách hàng. Tuy nhiên, đối với trường hợp khách hàng này thì cán bộ xử lý nợ đã xử lý tương đối máy móc, không thông báo tới lãnh đạo mà đã trực tiếp thông báo tới khách hàng, gây ra bức xúc. Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch thì riêng giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy. Còn đối với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép. Về phương hướng sắp tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng rà soát lại các chủ thẻ khách hàng với các chủ thẻ lâu không giao dịch, lâu không sử dụng hoặc phát sinh trường hợp tương tự như vụ việc nói trên. Từ đó, ngân hàng sẽ kịp thời làm việc với khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên. Chuyển sang một thông tin khác, Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng giao cho các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc tạm yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 279 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thời điểm này cũng ghi nhận toàn tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nền kinh tế dù có tăng trưởng, song những thách thức từ xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao hay các thảm họa khí hậu toàn cầu gia tăng vẫn là thách thức lớn. Chính vì vậy, để có thể thích ứng với những biến động về chính trị và địa chính trị và những khó khăn đang đối diện, thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang phải chủ động tái cấu trúc để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển xanh và bền vững. Sau nhiều năm tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ mía đường cho bà con nông dân, 2 năm nay, doanh nghiệp này đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động. Từ doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất thuần túy sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao điển hình, mô hình quản lý kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ nông nghiệp với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển bền vững cho công ty lẫn người trồng mía. Hiệu quả của mô hình sản xuất kinh doanh mới không chỉ giúp đường ở Khánh Hòa xuất khẩu được mà nhu cầu của người dân cũng đã tăng lên khá nhiều so với trước. Hiện nay thì về phía chính sách đầu tư của công ty thì xuyên suốt 3 năm liền công ty đưa vào cái chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho một số cái giải pháp khoa học kỹ thuật, trong đó đặc biệt là cái nông học, thứ nhất là về giống, thứ hai là về cái hữu cơ dinh dưỡng, thứ ba là về cái giải pháp thâm canh,
để làm sao năng suất để nó tăng vậy, cho nó phát triển bền vững. Thì đến nay thì qua 3 năm với cái giải pháp kiên định của công ty á, thì cái năng suất đến nay thì từ 2019 đến nay thì công ty năng suất đã bình quân đã tăng lên trên 62 tấn. Thực tế cho thấy, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 cùng với những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới đã khiến nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhu cầu thị trường ngày một giảm sút. Đây cũng là nguyên nhân, lý giải vì sao số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường tăng nhanh trong những năm gần đây. Đặc biệt tại Khánh Hòa, với hơn 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy sức chống chịu còn khá hạn chế. Khả năng quản trị các yếu tố rủi ro cũng như xây dựng kế hoạch để vượt qua thách thức chưa được đầu tư tương xứng. Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chủ động cơ cấu lại tổ chức, giảm nhân sự, đồng thời liên kết với những doanh nghiệp lớn để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dòng sản phẩm, tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các hình thức truyền thống và hiện đại, nhất là quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Chúng ta theo con đường chuyển đổi xanh thì có những cái nguồn, những cái quỹ đầu tư của nước ngoài hiện nay là cũng có thể chính phủ chúng ta cũng kêu gọi đưa vô để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nào để có một cái sự chuyển đổi để chúng ta thực hiện. Thì đây là những cái bước mà doanh nghiệp trí tính đang làm, chúng tôi đang làm. Và để làm cái này thì không phải đơn giản đâu, là chúng ta phải xây dựng cho được cái nhật ký bảo phát triển bền vững. Hiện tại thì đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cái năng lực cạnh tranh và cái khả năng cạnh tranh với các công ty lớn hiển nhiên nó có hạn chế. Như vậy, cái sức mạnh của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở địa phương chính là khả năng tiếp cận và tận dụng được cái thị trường ở chính địa phương của mình. Như vậy, để đi những bước xa hơn thì họ cần đi những bước gần, họ cần đi những bước nhỏ. Thay vì là nghĩ đến câu chuyện trước gì hết mà nghĩ đến câu chuyện xuất khẩu hoặc là gia tăng cái chất lượng sản phẩm để đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế để đưa đi nước ngoài v.v. thì thay vì như vậy họ tập trung vào chính cái khu vực địa phương của mình. Theo các chuyên gia kinh tế, để nắm bắt các cơ hội phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là vấn đề mấu chốt gắn liền với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới này, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn với tư duy phát triển bền vững, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị tốt, gọi tắt là ESG, cần được đưa vào chiến lược phát triển. Ngoài ra, yếu tố quản trị, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cũng được xem là nền tảng khi tái cấu trúc doanh nghiệp. Mặc dù các cục thuế trong cả nước thường xuyên cảnh báo tuyên truyền về các hình thức giả danh cán bộ thuế để lừa đảo, thế nhưng vẫn có người dân mắc bẫy của các đối tượng, nhất là trong tháng 3 này, tháng cao điểm quyết toán thuế. Tại một số tỉnh thành đã ghi nhận có những trường hợp người dân mất tiền tới 800 triệu đồng. Thủ đoạn chính của các đối tượng lừa đảo là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người dân nộp thuế, quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có đối tượng còn giả mạo là công an gửi đường link dịch vụ công sửa VNEID giả mạo để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế, sau đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Tổng cục thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ, đồng thời cảnh báo tới doanh nghiệp, người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như vậy cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Thời gian qua, hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng tới quyền riêng tư, bí mật cá nhân của mỗi người mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trở thành công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động phạm tội khác như là đánh bạc hay rửa tiền. Không khó để tìm kiếm các nhóm mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội, từ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng đến dữ liệu khách hàng được phân loại tập theo từng lĩnh vực cụ thể như y tế, bất động sản, giáo dục. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài trăm cho đến hàng chục triệu đồng. Có nhiều hình thức để dẫn đến việc bị lộ lọt thông tin như vậy. Có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo đưa cho nạn nhân chủ động điền những cái thông tin cá nhân vào như là các cái form khảo sát. Để tham gia vào chương trình khuyến mãi này, bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát. Thì nhiều người dân không cần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng này,
địa chỉ, họ tên, số điện thoại đang như thế nào. Các đối tượng đã lợi dụng cái vấn đề này để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có khi trong những cái vụ án, cái thiệt hại có lên đến tiền tỷ, nhưng mà khi chúng ta chỉ còn có thể trong một cái thời gian rất ngắn thôi, chỉ có khoảng tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cái tài sản ở trong cái tài khoản mà cái nạn nhân chuyển vào ấy, nó đã được chuyển qua hàng vài chục cái tài khoản khác rồi. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân rồi đưa ra nhiều lý do xin chụp ảnh chân dung, chụp ảnh căn cước công dân. Mỗi lần chụp thành công, các đối tượng có thể trả cho người dân từ 100 đến vài trăm nghìn đồng. Với tài khoản ngân hàng, các đối tượng sẽ tìm kiếm các cá nhân có thu nhập thấp, đang cần tiền như học sinh, sinh viên, công nhân để dụ dỗ, lôi kéo mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản thành công, các đối tượng sẽ thu mua lại. Các cái trường hợp mà mua bán sử dụng trái phép thông tin cá nhân đều sẽ bị xử lý tùy theo cái mức độ và vi phạm mà có thể bị xử lý từ hành chính cho đến xử lý về hình sự. Và cụ thể là đối với cái trường hợp mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên là có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015. Sau khi có thông tin dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dân, các đối tượng bán thông tin cho các đối tượng khác, kể cả người nước ngoài, để sử dụng vào mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật như chuyển tiền đánh bạc, chuyển hoặc nhận tiền sau khi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Phạm Ngọc Đạt cầm đầu. Điều đáng nói là tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng một tài khoản. Lợi nhuận có thể là chỉ là vài triệu đồng là cao thôi, nhưng mà cái ngược lại, những cái phiền phức mà mình có thể phải chịu sau đó là những cái hành vi vô hình dung mà là mình đã tiếp tay cho cái hành vi phạm tội, hoặc chí ít là mình cũng sẽ vướng vào những cái vấn đề phiền phức, mất thời gian cho vấn đề giải trình để mà thực hiện cái việc phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra cái vụ việc, nếu như có cái đối tượng đã mượn cái tài khoản của mình, sử dụng cái tài khoản của mình để thực hiện cái hành vi phạm tội. Phần lớn những người cho thuê, cho mượn căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng không biết việc sử dụng thông tin tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội hoặc cho người sử dụng không có mục đích chính đáng. Khi cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, cần có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức kinh tế phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao vừa phát động cuộc thi với dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 10 năm 2024 nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước. Chương trình khởi nghiệp xanh được thiết kế để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ, tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh phát triển bền vững, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh, tạo tác động xã hội. Sau gần 11 năm triển khai chương trình khởi nghiệp xanh và 9 lần tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước với gần 1.000 mô hình khởi nghiệp, giúp các doanh nông trẻ tự tin khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, muốn phát triển bản thân tạo sinh kế cho gia đình và cộng đồng, cũng như phát triển nhiều sản phẩm hay tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường thiên nhiên, đồng thời góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn, thành thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng tham gia cuộc thi khởi nghiệp xanh gồm các cá nhân, tập thể trên phạm vi cả nước có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, dự án khởi nghiệp nhằm bảo tồn văn hóa, sản phẩm địa phương, góp phần phát triển và nâng cao giá trị từ tài nguyên bản địa. Các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh nông sản trong các doanh nghiệp, các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Các dự án này phải có yếu tố mới, phát triển hoàn thiện hơn so với dự án đã tham gia các kỳ thi trước, không giới hạn độ tuổi, giới tính, dân tộc, địa phương. Mùa gió chướng, lượng mưa thấp, thời tiết nắng gắt, phạm vi mặt bằng rộng lớn và trống trải là những yếu tố hình thành các cơn lốc xoáy, dẫn đến phát tán bụi từ đại công trường sân bay Long Thành ra ngoài phạm vi công trường, làm cho khu dân cư bị ảnh hưởng. Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành, đã có thông cáo báo chí thông tin về việc bụi phát tán từ công trường sân bay Long Thành ra khu dân cư. Theo ACV, dự án sân bay Long Thành được triển khai trên một diện tích rất rộng lớn, kết hợp các đặc thù về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tính chất cơ lý của tầng đất tự nhiên khu vực triển khai dự án các yếu tố bất lợi.
tháng 3 là mùa gió chướng, lượng mưa thấp, gần như không có mưa từ tháng 1 đến tháng 3, thời tiết nắng gắt. Trong khi phạm vi mặt bằng của sân bay Long Thành rộng lớn và trống trải, 5.000 hecta. Những yếu tố trên đã hình thành các cơn lốc xoáy. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phát tán bụi ra ngoài phạm vi công trường. Cũng theo ACV, trong giai đoạn 1, dự án sân bay Long Thành sẽ sang nền, đào đắp vận chuyển đất khoảng 115 triệu mét khối, qua đó bóc tách hoàn toàn 2.532 hecta. Việc bóc toàn bộ lớp phủ thảm thực vật để lộ lớp đất mặt giữa thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, lớp đất ở đây có đặc thù là khi mưa thì rất nhão và lầy, khi khô hanh thì lại rất cứng, hình thành lớp đất mặt khô dễ tơi và bốc bụi. Trong năm 2023 vừa qua thì các ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các quận huyện tổ chức thành công 34 hội nghị kết nối, qua đó giải ngân cho vay trên 633.000 tỷ đồng đối với gần 177.000 khách hàng, tăng 11% so với năm 2022. Với mục tiêu là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời có nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm thì ngành ngân hàng đã giải ngân trên 10% tổng quy mô vốn đăng ký cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, 10 chi nhánh Agribank đã ký kết hỗ trợ 19 khách hàng với tổng dư nợ 557,2 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 2,5 đến 3% so với lãi suất thông thường. Qua đó chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, phục hồi sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2024 thì Agribank nhánh Củ Chi cũng là quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như là của trụ sở chính trong việc tiếp tục đồng hành cùng với khách hàng và doanh nghiệp trong đầu tư vốn và phục vụ các chính sách tín dụng cho khách hàng. Cụ thể là cũng đã tham gia các chương trình tín dụng ưu đãi với của Agribank phát động hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi cho khách hàng tài trợ các khách hàng tiếp tục tài trợ các dự án đầu tư cho khách hàng doanh nghiệp, đồng hành với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc là thực hiện cái chương trình ưu đãi là chương trình ô cốp và một số các chương trình vẫn tiếp tục là ưu tiên dành nguồn vốn là khoảng 70% trên tổng cái cơ cấu đầu tư vốn để mà đầu tư cho lĩnh vực 5 nhóm đối tượng ưu tiên. Việc đưa ra gói hỗ trợ với quy mô và số tiền cụ thể sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn, chủ động về kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo lãi suất ổn định, hạn chế sự ảnh hưởng khi lãi suất thị trường biến động, qua đó củng cố quan hệ ngân hàng khách hàng và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Vốn là mình tự có, nhưng mà mình thiếu thêm thì ngân hàng cho mình vay thêm để mạnh dạn để đầu tư, để sản xuất ra những mặt hàng mình có tiêu thụ để kịp thời. Lãi suất một năm là 5% một năm, thấp như vậy tôi mới dành mạnh dạn để đầu tư. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay ngành ngân hàng trên địa bàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và chính quyền địa phương để mở rộng hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Trong đó chủ động nghiên cứu gắn kết, lồng ghép các cơ chế chính sách đặc thù trong các lĩnh vực của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp xây dựng triển khai thêm các chương trình tín dụng ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Có thể nói cái chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với cái tiêu chí là hỗ trợ cho doanh nghiệp bao gồm giải ngân cái gói tín dụng ưu đãi và thực thi cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng của ngân hàng trung ương, vì vậy nó rất có ý nghĩa. Có thể nói là tác động trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua việc giải ngân cái gói tín dụng với cái tiêu chí là giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, cho vay mới với lãi suất thấp hoặc là tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp và cho vay xuất khẩu. Vì vậy thì với việc kết nối ngân hàng doanh nghiệp thông qua việc giải ngân các cái gói tín dụng ưu đãi này ký kết trực tiếp tại hội nghị cũng như là cho vay, nó mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động cũng như là giảm bớt áp lực trả nợ vay, từ đó duy trì ổn định và tăng trưởng. Đây là cách làm đã được thực hiện trong nhiều năm qua, đem lại hiệu quả rất thiết thực cho doanh nghiệp và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Qua đó cũng đảm bảo chương trình làm thật giải ngân thật, doanh nghiệp được hỗ trợ vốn lãi suất có điều kiện tăng trưởng và phát triển. Chính điều này đã góp phần cho chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trở thành giải pháp hàng năm của ngành ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương cho ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Tính tới hiện tại thì tỷ lệ mặt bằng được giao đến nay đã đạt 80%. Tại buổi lễ, quận đã bàn giao 57 mặt bằng cho ban quản lý đường sắt đô thị thành phố để triển khai dự án theo tiến độ chung. Theo Ủy ban nhân dân quận 3, tuyến metro số 2 đi qua địa bàn quận có 4 nhà ga gồm Tao Đàn, Dân Chủ, Hòa Hưng và Lê Thị Riêng.
trên địa bàn quận có 112 trường hợp, 95 hộ gia đình, cá nhân và 17 tổ chức bị ảnh hưởng thuộc địa bàn 5 phường. Trong đó có 43 trường hợp thu hồi toàn bộ và 69 trường hợp thu hồi một phần. Tổng diện tích đất để thực hiện dự án hơn 26.000 m2, bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7.166 m2. Đến nay, quận 3 đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 108 trường hợp, chi trả hơn 661 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 14 tổ chức, 57 hộ dân. Mặt bằng quận đã tiếp nhận đạt tỷ lệ 80%. Đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, quận sẽ tiếp tục tháo gỡ tranh chấp, thủ tục liên quan, đồng thời tuyên truyền, vận động, đối thoại, thuyết phục các hộ dân sớm chấp hành chủ trương. Số mặt bằng còn lại, quận phấn đấu bàn giao trước 30 tháng 4. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 3 cho biết, quận cố gắng đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để dự án triển khai đúng tiến độ. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công tour đêm trăng chiến khu, thu hút du khách tham gia. Đây là lần đầu tiên tour này được triển khai và đón khách du lịch kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023. Tham dự tour đêm trăng chiến khu lần này có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tour đêm trăng chiến khu mang đậm hình ảnh của ánh trăng, tái hiện cuộc sống và sinh hoạt của người dân Củ Chi trong giai đoạn giải phóng từ năm 1961 đến năm 1964. Chương trình diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 40 phút với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khách tham quan được trải nghiệm những cảnh quan đặc trưng như sa bàn, phim 3D tái hiện trận càn Xenophon cũng như hoạt cảnh của người dân tham gia đào địa đạo, đan lát giữa ánh trăng, thanh niên đăng ký tổng quân đánh giặc, làm ruộng và giã gạo, cảnh trai gái họ đối đáp nhau trên đồng ruộng và hình ảnh văn công biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân trong tiếng bom, tiếng pháo và tiếng máy bay địch. Nội dung chính của chương trình tập trung vào cảnh đoàn văn công huyện Củ Chi về biểu diễn phục vụ người dân, du kích, bộ đội sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc khó phai khi xem những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu dạ chiến. Với cảnh trí đơn sơ dưới ánh sáng ánh trăng xuyên qua cây lá và ánh đèn băng sông, nhưng cũng đủ sức lôi cuốn người xem qua những bản nhạc kháng chiến sôi động hòa cùng âm thanh của những nhạc cụ đơn sơ nhưng hừng hực khí thế cách mạng, thôi thúc lòng người, hay những bài vòng cổ và chập cải lương với nội dung sâu lắng cùng sự thể hiện lời ca chân chất, đơn giản, ngọt ngào của các nghệ sĩ. Được biết, đây là sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách và những cảm nhận khó quên khi tham dự chương trình. Trang ẩm thực nổi tiếng thế giới Tech Athlete vừa chọn ra 52 món ăn có ớt ngon nhất thế giới. Nem chua là đại diện ẩm thực duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách và đứng thứ 50. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Các chuyên gia ẩm thực của Taste Atlas gọi nem chua là một món ăn truyền thống của Việt Nam được làm từ thịt lên men và ướp muối. Món nem có vị ngọt, mặn, cay và chua, thường được dùng như món khai vị hoặc ăn nhẹ, chấm cùng tương ớt hoặc có thể nướng. Ở thành phố Hồ Chí Minh có làng nem đặc sản mang tên nem Thủ Đức. Người Thủ Đức ngày xưa vốn tự hào với những lò nem nức tiếng ở Nam Bộ. Dù vậy, những lò nem lâu đời tại Thủ Đức ngày xưa giờ cũng đã dần biến mất. Hiện tại lò nem nổi tiếng và lâu đời nhất chừng hơn 50 năm, còn lại ở đây là lò nem Bà Chính. Trông món nem có vẻ đơn giản thế, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến quy trình làm nem mới hiểu hết món ăn này cũng lắm công phu và đòi hỏi nhiều bí quyết riêng. Thủ Đức mình nó có một cái sản phẩm nem là được đặc sản ở truyền thống ở địa phương. Thì cái nem này nó đặc biệt, cái nem Thủ Đức là nó trung hòa giữa các vùng miền từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam và tất cả các cư dân các vùng miền về đây lập nghiệp á. Thì Thủ Đức có hình thành nem có trên 100 năm rồi. Thì cái sản phẩm nem này đó, nó phải làm ra để mà tất cả các vùng miền đều ăn được. Cho nên là cái sản phẩm nó hương vị nó đặc trưng của nó là trung hòa giữa vùng miền, không chua lắm mà không có ngọt lắm, nó chua chua ngọt, cái vị hương vị nó là chua chua ngọt ngọt để tạo cho người tiêu dùng có một cái sản phẩm ăn rất là vừa miệng. Mỗi ngày gia đình Bà Chính bắt đầu làm nem từ lúc 5 giờ 30 sáng. Khi mẻ thịt nóng hổi từ lò mổ vừa mang tới, khâu đầu tiên là lóc thịt nạc tinh, không lẫn mỡ và gân để quá trình lên men tốt nhất. Tiếp theo sắc mỏng và giã cho thật nhuyễn, vừa giã vừa cho thêm gia vị, muối, tiêu, đường, mật ong và chút tỏi, rượu. Từ nguyên liệu ấy, tiến hành định hình ép khuôn từng chiếc nem vuông vức, rồi gói lần lượt vào các lớp lá trùng ruột, lá ổi, lớp ngoài là lá chuối. Sau 3 ngày lên men tự nhiên thì có thể ăn được. Trong những công đoạn để làm ra nem Thủ Đức, việc lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Cái nem truyền thống của người Việt Nam mình làm là không có sử dụng chất phụ gia, không có sử dụng chất cái bảo quản gì hết.
Tại vì quá trình lên men tự nhiên bắt buộc còn cái vi sinh mà mình dùng hóa chất bảo quản vô á thì nó sẽ diệt hết cái vi sinh đi, thì lúc quá trình lên men nó không hình thành. Nên ăn nem truyền thống là bảo đảm cho vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề ở đó. Và cái nguồn thịt là phải lấy ra, cái là phải có nguồn gốc rõ ràng. Từng vùng miền sẽ mang đến một hương vị khác biệt cho nem, nhưng đâu đó tại làng nem Thủ Đức, món ăn này trung hòa được giữa hương vị bên trong và màu sắc bên ngoài. Đây chính là sự kết hợp giữa vị chua, the cay, mặn ngọt, độ dai giòn, sắc hồng và mùi hương đặc trưng của nem thành phẩm. Nem Thủ Đức đặc biệt hơn những loại nem khác, đó chính là sắc hồng tự nhiên và mùi thơm dịu đặc trưng do được làm thủ công, không sử dụng hàn the hay lạm dụng nhiều gia vị. Và cũng chính vì điều này mà những chiếc nem tại làng nem Thủ Đức có độ dai vừa phải và mùi thơm dịu. Em rất là thích ăn nem là vì cái hương vị của nó rất là đặc trưng, nó cũng như là một cái đặc sản của quê hương mình. Thì ăn vô thì nó theo em thì hương vị của nó rất là đặc biệt, nó không có quá mà quá đậm đà, nhưng mà nó rất là thích hợp để ăn kèm với cái món ăn khác. Không chỉ sản xuất nem ngon mà mỗi năm có hàng trăm sinh viên từ các trường đại học như Nông Lâm, Sư phạm Kỹ thuật, Bách khoa, Công nghệ Sài Gòn, Hùng Vương đến đây thực tập nghiên cứu về cách làm nem truyền thống. Sau khi thực tập ở cơ sở thì chúng tôi nhận thấy là khá là phức tạp hơn rất là nhiều. Kiểu như mình sơ hở một cái thôi thì cái mẻ nem của mình nó sẽ bị hư do nhiều cái yếu tố khác nhau, như là bao không kỹ hoặc là thịt nguyên liệu nó bị nhiễm khuẩn từ quá trình đầu tiên. Cho nên là so với lý thuyết ở trường thì để làm ra một cái món nem chua truyền thống thì nó rất là công phu lắm đó. Nem chua Việt lọt top 52 được bình chọn từ các chuyên gia và thực khách dựa trên các tiêu chí như nổi tiếng, mang tính đặc sản địa phương, có hương vị đặc biệt và được nhiều người yêu thích. Đây cũng là danh sách gợi ý món ăn có thể trải nghiệm dành cho du khách trên toàn thế giới có niềm đam mê khám phá ẩm thực. Những hình ảnh về món nem chua truyền thống tại Thủ Đức đã kết thúc chương trình Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.